Bài thực hành tiếp theo. Viết chương trình nhập vào từ bàn phím hai số A, B. Kiểm tra xem hai số đó có bằng nhau không. In thông báo lên màn hình. Đây là một bài cũng rất là đơn giản thôi. Mục đích bài này chỉ là để kiểm tra về kỹ năng sử dụng các cái cấu trúc điều khiển ở trong chương trình lập trình C. Cụ thể là bài này kiểm tra về cấu trúc điều khiển if, cấu trúc điều kiện if. Nhập vào từ bàn phím A. Bài này thì ta có thể chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất là viết chương trình nhập vào từ bàn phím hai số AB, và phần thứ hai là kiểm tra hai số đó có bằng nhau không. Như vậy đầu tiên là nhập vào từ bàn phím hai số AB thì đầu tiên ta phải khai báo hai biến AB được số nguyên. Thì bài yêu cầu là hai số AB này là không yêu cầu kiểu số nguyên hay là kiểu số thực. Như vậy để tổng quát thì ta cứ khai báo là kiểu số thực để người dùng có thể nhập vào một số bất kỳ, có thể là số thập phân hoặc là số nguyên. Đầu tiên là chương trình nhập vào từ bàn phím in ra một câu thông báo nhập A bằng, sau đó gọi lại scan. Số thực thì chỗ đặc tả này sẽ là phần trăm S. Sau đó nhập B thì cũng tiến hành một cách tương tự. Để cho nhanh thì chỗ này có code thì ta có thể tiến hành lựa chọn hai dòng này và copy. Nhập B bằng sửa A B. Và sau khi nhập xong thì là đến đoạn chương trình kiểm tra hai số đó có bằng nhau không và in ra một câu thông báo. Vậy kiểm tra có bằng nhau hay không thì sử dụng cấu trúc điều kiện if. Để kiểm tra bằng thì là lệnh sẽ là lệnh so sánh. So sánh bằng là so sánh bằng là có hai ký tự bằng như thế này. Nếu hai số này bằng nhau, điều kiện này là đúng thì in ra câu thông báo là hai số vừa nhập bằng nhau. Và nếu sai thì viết vào else, in ra câu thông báo là hai số không bằng nhau. Để cho nhanh thì ta cũng có thể tiến hành copy như thế này, không bằng nhau hoặc là khác nhau. Được, chạy thử chương trình này. Nhập A bằng, nhập 4, nhập B bằng 7. Chương trình nó sẽ in ra kết quả là hai số vừa nhập không bằng nhau. Như vậy là đúng. Rồi một trường hợp nữa, nếu mà nhập vào hai số bằng nhau, nhập A bằng 6, B cũng bằng 6, kết quả là hai số vừa nhập bằng nhau. Đấy, như vậy là đúng rồi. Rồi một trường hợp nếu mà nhập vào là một số thực 4,5 này, B cũng là 4,5 này, hai số vừa nhập bằng nhau. Hợp nữa cũng là số thực này khác nhau. Như vậy hai số vừa nhập không bằng nhau. Như vậy là chương trình đã chạy đúng theo như yêu cầu.